anh em đang trên đường đi thăm Đắc Tô Tân Cảnh. Đài báo và các thông tin nói nhiều về chiến dịch 30 tháng 4 năm 1975. Thì bây giờ anh em mới dẫn gia đình, vợ con và các cháu đến để thăm lại cái chiến tích ngày xưa. Đây xem đường Vân Châu à. Đây, qua đây chỗ cho tay kìa. Vâng. Vân Châu rồi đi. Chúng tôi là những thế hệ đi sau đến thăm và chiêm ngưỡng những gì mà các thế hệ cha anh đi trước đã để lại. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái nhân hình thức hay sáng mãi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngát hương theo trong tâm hồn Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh sáng mãi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của đài truyền thanh truyền hình huyện Đắc Tô. Là biểu tượng của chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh được xây dựng để tưởng nhớ tới các chiến sĩ giải phóng quân đã góp phần nên chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh vào ngày 24 tháng 4 năm 1972. Rồi chào lên. Nhật ra được mấy giờ chưa chỗ hai ba? Chia sẻ, thể thái, cục bộ, làm mất đoàn kết nội bộ.
phát huy vai trò gương mẫu của một cựu chiến binh. Ông Ali còn tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào của địa phương, bảo ban con cháu hiếu lễ với ông bà cha mẹ, sống chan hòa với mọi người xung quanh, được mọi người quý mến. Cựu chiến binh Ali xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào thi đua làm theo lời Bác của Hội cựu chiến binh huyện Đắc Tô. Rồi trở lên. Nhật ra đừng mấy giờ chưa chụp hai ba. Tự nhiên nhá, ông chỉ chụp cho một kiểu thôi đấy. Bao nhiêu cây số? Nhật, ơ kìa. Làm một bài hai xuống nhá. Hiện đây 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 này. Đây. Anh em đang có mặt tại xe tăng 377 tại khu chiến tích Đắc Tô Tân Cảnh. Đằng sau là phía trước là chiếc xe tăng 472. Cảm ơn xuống, mềm xuống. Cảm mềm xuống. Mềm xuống. Đây là hố bom di tích của một thời Mỹ Ngụy đã ném bom xuống Đắc Tô Tân Cảnh trong chiến dịch quân ta tiến hành giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh ngày 24 tháng 4 năm 1975. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra đây đó con ơi.